Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh cực mạnh tiếp tục dồn xuống nước ta. Miền Bắc vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh với thời tiết rét và khô. Trời không còn mưa, nhiệt độ thì tăng nhẹ. Từ đêm nay trở đi, nhiệt độ Bắc Bộ có xu hướng tăng dần. Tại khu vực vùng núi, nhiệt độ đêm sẽ tăng lên mức từ 6 đến 8 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ tăng lên mức từ 9 đến 12 độ. Dự báo sáng ngày mai, miền Bắc vẫn duy trì trạng thái mây nhiều, nhưng đến trưa và chiều mai, trời sẽ hửng nắng nhẹ. Ở khu vực vùng núi, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, trời rất đậm, rất hại. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên mức từ 14 đến 17 độ, trời vẫn còn rất đậm. Lưu xuống khu vực miền Trung, mưa cũng đang giảm dần ở miền Trung và nhiệt độ cũng tăng trở lại. Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định vẫn còn duy trì tình trạng nhiều mây, nhưng mưa thì chỉ xảy ra ở một vài nơi. Nền nhiệt từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong khoảng từ 15 đến 18 độ, trời rất đậm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, trời lạnh. Ở khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao dao động từ 27 đến 30 độ, trời mát mẻ. Lưu xuống khu vực phía Nam, không khí lạnh cũng đã tác động đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, làm cho nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở cả hai khu vực này đều giảm. Tại vùng cao Tây Nguyên, với nhiệt độ hạ thấp xuống còn từ 15 đến 18 độ, trời rét về đêm và sáng. Ở khu vực Nam Bộ, miền Đông nhiệt độ giảm còn từ 21 đến 24 độ, trời lạnh vào sáng sớm. Sang đến trưa chiều, cả hai khu vực này trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng giảm. Về chiều và tối, ở khu vực miền Tây Nam Bộ, cục bộ có mưa rào và dông. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ với ngưỡng nhiệt cao từ 30 đến 34 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc ở mức cấp 4 đến cấp 5, nhưng có mưa rào và dông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km.